Năm 2016, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tiếp tục đứng vững và nỗ lực tỏa sáng, giữ vững vị trí số 1 trong ngành vận tải taxi. Chiến lược tái cấu trúc bộ máy điều hành một Mai Linh đã tiết giảm chi phí quản lý, phát huy năng lực của toàn bộ nhân viên. Có thể tự tin khẳng định, tập đoàn Mai Linh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang trên đà phục hồi tốt với những bước vững chắc và bài bản về mọi mặt từ tài chính đến con người, công nghệ và kinh doanh. Kế hoạch năm 2016 của chúng ta đã khép lại. Một năm chúng ta phấn đấu xây dựng và phát triển theo tinh thần vì Mai Linh. Tất cả hoạt động của Mai Linh tập trung vào cái sự phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng cái hoạt động kinh doanh, đã kết thúc một năm rất là tốt đẹp. Xác định rõ yếu tố con người là cốt lõi, hiệu quả là chân lý cứng. Tập đoàn Mai Linh tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quyết liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và 24 chi nhánh, dẫn đến tiết giảm chi phí hợp lý về nhân sự, bình quân mỗi tháng 1,5 tỷ đồng. Việc triển khai cơ chế khoán lương doanh thu cho toàn bộ đội ngũ lao động trực tiếp và gắn kết hiệu quả hoạt động kinh doanh đã đóng góp rất lớn trong việc cải thiện năng suất lao động. Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 về công, lương, bảo hiểm xã hội phần mềm nhân sự High Staff tại thành phố Hồ Chí Minh và 24 chi nhánh miền Nam. Thực hiện công tác đào tạo, phục vụ và quan tâm chăm sóc hỗ trợ kịp thời cho tất cả anh chị em lái xe theo nguyên tắc một cửa. Trong năm 2016, tập đoàn Mai Linh cũng đã tổ chức thành công chương trình đào tạo kiến thức quản lý điều hành và văn hóa doanh nghiệp đối với cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung và cán bộ nhân viên nòng cốt hệ thống Mai Linh Group tại Côn Đảo. Có thể nói năm 2016 công tác nhân sự đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Trong thời đại công nghệ đóng vai trò quan trọng trong nhiều mặt của cuộc sống, tập đoàn Mai Linh xác định cần nhanh chóng bắt kịp xu hướng và hoàn thiện ứng dụng đặt xe trên điện thoại di động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Hồ Huy HHI với đội ngũ những nhân tố trẻ, tài năng và tâm huyết trong thời gian ngắn đã thực hiện triển khai đạt kế hoạch, thay đổi cục diện cạnh tranh giữa các đối thủ. Tập trung vào vận tải taxi là lĩnh vực chủ chốt, Mai Linh phát huy mọi nguồn lực để phát triển phương tiện, thanh lý xe cũ, mở rộng mảng xe hợp tác kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần ở các thị trường quan trọng như khách thẻ, MCC. Hầu hết các chi phí đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp 1,1%, chi phí bán hàng giảm 0,4%, chi phí tài chính giảm 0,9%. Hướng về đồng bào miền Trung hứng chịu thiên tai bão lũ, tập đoàn Mai Linh thay mặt hơn 30.000 cán bộ nhân viên kịp thời trao cho quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung 1 tỷ đồng. Nhân dịp Tết năm 2017, tôi thay mặt tập đoàn cũng như cá nhân xin gửi tới các thành viên của gia đình Mai Linh lời chúc Tết chân thành, lời cảm ơn và biết ơn những người lao động đã hết mình vì công việc của mình, ngày đêm phục vụ khách hàng. Và đặc biệt chúng tôi mong rằng những người lái xe đang ngày đêm phục vụ khách hàng hãy yên tâm để chúng ta cùng đầu tư phát triển cái hoạt động này theo tiêu chí hiệu quả là chân lý cứng, áp dụng công nghệ để cùng cạnh tranh lành mạnh với các đối tác, và tiêu chí là buôn có bạn bán có phường để xây dựng Mai Linh luôn luôn là đơn vị dẫn đầu. Đấy là niềm tự hào của mỗi cán bộ công nhân viên Mai Linh, đặc biệt là người lái xe, chị em tổng đài hay là người thợ sửa chữa, là những người mà chúng tôi quý trọng, chúng tôi biết ơn. Họ đã mang lại những cái giá trị rất là thực tế cho cái hoạt động của Mai Linh, và người đã trực tiếp xây dựng thương hiệu Mai Linh để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn.